Hôm nay tiếp tục anh em mình đi dỡ tiếp nha. Hôm qua là tối có mưa lớn dữ lắm mà không biết có xa đêm nay có trúng không, có gì không để giả thử. Mưa hôm qua lớn lắm. Và mình cũng có đi dời mấy cái giỡn, không có quay, không có tay quay. Mình nay đi đường mới ha, bóc trứng thả cho nó đẻ, đặt tàu chết. Đây có lấy gì không? Như có gắn hay gì không ơi, gắn là tép tép. Đảo chỗ cái thì có được mà. Ba bốn cái sặc thì nay đi mỗi dao nó cũng lấy nữa. Cái sặc là mình bán có 40.000 ký nha quý vị. Bạn mình bán chứ không phải mình. Mình chỉ theo quay thôi chứ không có dính líu trong cái vụ mà mua bán. Cái sạc thì 40, cua thì 50, tép thì 100, lòng tông bằng sáng thì 100. Cẩm làm như thích xếp như ta. Cẩm làm như thích xếp vậy. Con lươn ạ. Con lươn hả? Bự không? Được mà. Con này cũng có lý. 150 gram chứ ít ha. Được con lươn ha. Bỏ ba ốc ra để về luôn, mạnh lắm. Về thối gì mà có con lươn rồi muốn không.
có không mà bọt bọt đó. Cạn có lủng không chút quá rồi. Bạn mấy cây? Đi vô gần lâm. Bụi không? Quá trời cỏ. Này, này có không? Cái đường êm quá không có dễ ha. Mưa vậy mà nó không trúng ta. Mưa quá lớn lắm mà. Quá trời buồn không. Bù không hả? Ốc đó bù không. Rồi là dính, là dính, có dính gắn, gắn bự không? Thả cá chết vô, có cái sặc chết để đừng... Đừng dở. Con gắn cái gì vậy? Con còn gắn gì cá? Hai con luôn. Ơ con lươn chạch bành kia đó thấy không? Quá trời, nó bự á. Có lấy này, có lấy á. Chạy đi, dính lươn không có lươn. Lươn gắn. Lươn cho bá luôn á. Ốc bù hả Pháp? Ốc bù rồi bác ốc Pháp bỏ. Chạy đi. Gấp gió làm bão ha. Nó đại đi bắt cái gì gắn như cá mà con. Được bao rồi hả? Đồ lên cỡ 250 gram 3 gram mà không phải đó không có lấy rồi. Mưa này chạy đồ luôn bự ra 3 gram à, 3 gram hơn á. Đè về đây mà không lương được cỏ từ đầu tới đích. Quá trời cỏ luôn. Minh Thiên lâm lùm không. Dân trà bá luôn. Có lươn nữa nè. Cua, có cua. Đó, cá lóc hay vậy? Đù. Cá lóc hên rồi. Có lý, có lý. Đập chết chịu nó đâu nó vô hay ta. Con cá lóc, con cua càng.
chứ vô cái chơi không cần cần không nhiều cái chơi không có lóc mập lúc thôi. Đó kệ này giá đặc sản không có mưa là ngon. Hôm tôi nằm ở nhà ngoài mà thấy mưa cái tôi điện ra ông mà điện không được đậu nó tối nay vô mà vô cái kính cốc sửa cái máy sấy cái máy gì đâu mà thành sửa hết được luôn thở đây mà sao làm được ngu thở ở quê nó làm ra ôm gì cái này bí hiểm dữ vậy sao mà chen cho nó đặt được hay vậy có cua càng kinh này đem qua một con dao nó khoái lắm hôm qua là tôi nói 50 không thôi cua càng nó bán 100 ngàn cái càng hai cái cua cho có tí cua càng không nổi trời ơi cua này lấy bán lỗ luôn rồi có máu giao liền không nó chết nó rụng lỗ lúc trước tôi bán tôi biết đó lương có lương không hả con chung hả kệ cố gắng cũng được yêu cầu giả có được ha công cực khổ mà mưa gió lội cỏ lội lâm lội bụi rồi cắn chung bự dữ vậy cắn chung nó rút xuống mất tiêu cá lóc bỏ trong cái bao lưới này để nó ra nó nhảy đây là lương nha lương nói chung rút ghê cái lóc ốc bu cua vừa qua hàng chỗ mang vô rồi chỉ mong mà còn bánh định không không có là đổ đại đi tép còn tâm thấy nó leo nhiều cái này thì cá không có thôi chứ đâu có gắn lương gắn là không có mà kia lại kiếm ông mua gắn mà làm biến bầm vậy thôi nhịn luôn bầm mới ngon chứ sai đâu có sai nhự chứ đâu ngon bầm bán 321 bầm xào gì cũng được dần cái xương sống nó xong rồi nó bầm tôi hồi xưa tôi ăn chứ giờ tôi cũng ít ăn không ăn xưa ăn cái gì cũng ăn giờ chó mèo chuột rồi rắn đồ là không có mà không có kỵ nói chung là không ăn không khoái ăn thôi chứ không phải là mình kỵ thiếu gì giờ thiếu gì món ăn giờ ăn ba cái đó hai cái mới giờ này nhiều khi hên ạ giờ hoài này phải chịu cực giờ hoài nó cũng không có chó này kia nhỏ không nhảy đâu ở đây á có lương không dạ mà
cua dốc hả? Gì thối thối ra phải đấy. Ông dạt cái đường trống. Đi thẳng chỗ cái gì? Xong rồi chỗ qua đây cái gì? Xong rồi đi đâu? Rồi trở lại đây phải không? Rồi rồi, trở lại đường cũ không? Thấy gì không? Chống cái sạc con trùng, con trùng nữa hả? Thấy được một cái sạc bự bự không ha, đem cái cân nó mê lắm, sạc qua nó 40 đúng không? Tôi nói rồi tôi quên rồi ông nội. Nằm dưới cỏ sao thấy. Coi bận quá này, em mới dọn em 2-3 ngày nó hay vô lắm. Bắt đầu nãy mình dở cái khu vực ở dưới rồi, giờ mình lên điểm mới đi cũ rồi đó. Cứ như mỗi bữa mưa mà nó chạy lương gắn không, không có mấy cái dưới không có tép, bên này có tép với lương với gắn chung này, không có gắn nước nè, gắn chung với lương không. Cua có cua chợ cái lòng tông này, ngang qua lòng tông cũng nhóc hết trơn. Lên đây lòng tông cua sặc. Đây lên đây dễ gì con lươn. Có mấy đồng tăng bán được nhiều? 50 ngàn. Bằng hết luôn hả? Mấy kia bỏ hả? 300 gram. Còn cái hộp bắt cân tăng 350 gram. Phải 50 ngàn.
vô vườn sầu riêng. Đây là vườn sầu riêng nha quý vị. Tông nữa. Lỡ một bánh luôn. Được sen này không, không đặt ha. Hả? Được sen đặt mà có cá bự. Đó. Có cá bự. Cá phi gì vậy? Trời ha, nhìn thấy phi hơn. Ốc gì? Bu vàng không à? Có cái gồ đồng rồi đó ha, cái gồ đồng trà bá luôn. Là mấy ốc vượt ngoài này. Đây không có bu à. Đây là cá phi không? Phi cá lóc vô đồng. Tiếp tục cuộc hành trình. Đây. Đây cá gô là cá gô bự không? Ốc không.
cái rô thì cái rô đồng cà bá luôn, thấy không? Tôi nói không? Đây có cái rô là còn bành bành không? Cũng được, có lý. Hai cái rô, hai cái rô, 10 cái 20 con, 2 kg. Cái rô 150 g thôi nghe. Này có cà phê chắc rồi nhóc. Thó thần cái rô. Cái rô nữa thấy không? Cái rô đồng. Rô cà bá luôn kìa. Ba cái rô rồi. Có lý. Rồ hết biết được rồi. Đây. Em còn hai nữa rồi. Hai con là ba con. Tép không á? Lấy cũng 200 g chứ đâu ít. Cái 2 kg. Cái đi, cái yêu cầu cái nào cũng đều cũng ngon. Nữa sao lên. Đợi đường đó là hay gì lên đây. Thắt rồi, thấy không có nổi ra, nó đậu. Không tép nha. Tép có cá hay không, dở thử đi. Cũng cỡ đó chứ ít đâu. Hai gam chứ ít đâu. Tép không hồi nãy không chút cái kia gác không.
Về vô đây hả? Quá cỏ. Trồng mít mà xịt thuốc cỏ vậy xì mũ hết trơn. Nóng quá xì. Em gù có không? Không? Quá trời ốc đắng. Thật rồi. Mưa hôm nay không chạy ha. Chặt sức kiếp. Có lý ha. Mấy gam á. À gam. Có lục bình nè. Mai dây cái họng ra đó đó. Kiếm lương cá lóc rồi.
cái gì? Rồi cá lô kiến, tưởng cái gì? Bà bán được 50.000 lô kiến chứ bộ. Con gì vô xô đều có tiền hết á mà không đâu. Xưa nhiều lắm, giờ ta ăn nhiều, ăn cũng bớt. Phá đều quá ta ăn hết. Mấy lô kiến qua cũng mập mập không. Hai cái đâu đâu đít luôn hả? Bên đây nó đủ mà nó bơm nó còn quay mình qua giờ nó đây cũng nở đầu nhóc nè. Tháo không nó ra luôn đi. Ừ hai cái đầu đầu không? Cái này nhiều là nó thấy nổi đầu, mắt nó nổi đỏ lòm. Giá ốc cái bớt này nó về lựa rồi. Và cái này sạch chưa? Giờ đi mấy này hết rồi, mai giờ hết đi. Kiếm điểm giờ hết mấy này luôn. Khô cạn rồi, không có. Giờ như đường bên sinh mà nó mấy vườn mà không bán sống còn không đổ vô. Ở bên chùa ông á, bán sao hè á. Nghe qua cầu mà sao lưng nó tép với cái đồng tâm dữ dằn cái sạc sạc banh banh không á. Có quen vô đó hỏi cánh anh hùng đặc biệt lắm mà cánh anh hùng đặc biệt giỏi kìa. Không mưa mà nó không chạy là hết rồi, không có rồi. Cái sinh xuống ông Út mua tơ mà cháo ông đặt rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mất xe ngủ tên đóng chân đặt sau riêng lại. Này nhiều mà tép nè, nổi đầu lên chân ha, có lý ạ. Lấy không? Mấy mít này hư ra khóa sầu riêng nó tốt xì mũ hết. Để tôi đi con má. Hai anh em nay thu hoạch được có nhiêu đây là thất nha, hai túi gắn đây lương được 4-5 lương với một cái lóc. Đây là gắn nha, đang bịch nè, gắn con súng như gắn chùm xuống nước rồi. Quá trời gắn đó, hai bịch hai chỗ. Còn cái này tép với cá sặc ít nha, nay chừng nửa ký tép à, ký cá sặc. Cái lô kiến này cũng không có, cua hôm nay cũng không có nhiều, ký ốc đó, ký gửi ốc bu. Nay có mưa mà thất 3-4 lương bự, 3 lương là cỡ 700 gram. Một gắn bự bên đây, đây bên đây gắn bự, bên đây gắn nhỏ. Gắn chung đây, gắn nước, gắn chung xong rồi cái ông bắt ông bỏ cho cái thùng đó. Rồi xong video mình tới đây xin kết thúc ha. Rồi ai mà thấy anh em cực khổ thì đăng ký bấm like ha. Rồi mình xin kết thúc video đây, mai chiều mình đi dở tiếp cho mình cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Rồi chúc sức khỏe cô chú anh chị ngày mới tốt lành.